Vâng, xin chào toàn thể anh em nhá. Đấy, hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng cho anh em một lô xe đỏ rực rỡ luôn. Đỏ đẹp, chất lượng và giá cực kỳ là hợp lý. Vâng, chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai Accent sản xuất 2017. Đấy, dòng xe này vẫn còn nhập khẩu luôn. Đấy, form 2017, phiên bản số sàn máy 1.4. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A353-1414. Nhất định là không chết đâu. Đó, không tử. Hệ thống đèn led định vị xi nhan tích hợp trên gương, có màn hình đầu đài nguyên bản, phim bấm vô lăng này. Đó, phiên bản số sàn hộp số 6 cấp, đi cực kỳ là mượt. Nội thất ghế da này, trần nỉ nguyên bản rất là đẹp, với mức giá chỉ có 290 triệu đồng mới đem bao hồ sơ. Đấy, phanh đĩa ABS 4 bánh luôn này. Hệ thống đèn đóm Accent Blue bản đủ nhá, 290 triệu đồng vào hồ sơ. Tiếp theo là một chiếc Dewla Setti CRX phiên bản số tự động máy 1.6, một mẫu xe nhập khẩu. Đấy, form rất là đẹp, 2010, phanh đĩa là răng đúc 4 bánh luôn. Tại thì dòng CRX này có mức giá rất là tốt nhá. Tại thì chiếc CRX 2010 có mức giá là 180 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Đó, sơ cho anh em luôn. CX tầm giá rất là ít tiền. Có một chiếc Kia K3 sản xuất 2015, một mẫu xe định vị ở phân khúc hạng C, bản full, bản 2.0 nhá. Gia đình sử dụng rồi thì đương nhiên rồi. Còn zin nguyên bản. Là răng phay, phanh đĩa ABS, đè lổ start top, khóa điện, xi nhan gương các kiểu con hà điều. Điều hòa hai dàn. Hai vùng độc lập luôn. Dòng xe này chạy cực kỳ là khác bọt so với những mẫu xe ở phân khúc hạng B nhé. Nhưng giá cả thì nó không phải là quá cao, giá rất hợp lý. Phím bấm vô lăng ga tự động, 3 chế độ lái, comfort, lock mô và sport nữa. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 365 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. 365 triệu đồng nhé. Kia K3 xe form rất là đẹp. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Rio sản xuất 2015 nhập khẩu phiên bản số tự động máy 1.4. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A38326. Này, khá là đẹp, sơn xi đẹp, nội thất đẹp. Máy thì cực kỳ nó ngon. Đấy, nội thất ghế da này. Đó, phiên bản số tự động nhé. Màn hình Android, đè lổ, phím bấm vô lăng các kiểu. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là chỉ hơn 300 triệu đồng thôi. Đó, 2015 và mức giá cho chiếc xe này 325 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Tiếp theo đây là một chiếc VinFast Fadin sản xuất 2020 bản Plus, phiên bản nâng cao, phiên bản đúng rồi, bản nâng cao, còn phiên bản nữa phiên bản đặc biệt. Đó, phiên bản là so với phiên bản Bay thì nó sẽ có la răng phay và màn hình, có cả màn hình nữa, màn hình cam lùi đầy đủ, khóa điện cân bằng điện tử, một mẫu xe ngon nhất nhà Vin nhé. Nội thất ghế da rất là đẹp, trang bị động cơ 1.4, xe zin nguyên bản và mức giá 300 cho anh em, 300 bao hồ sơ cho anh em nhé. Là răng phay, hạn đăng kiểm 2024 này, VinFast Fadin, mẫu xe quá hợp lý trong cái đời và chất lượng nhé. Kia Rio 2015 này quá đẹp, mẫu xe 5 cửa cực kỳ là ngon. Tiếp theo đây là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2011 nhé, đời rất là cao, biển thủ đô, sơn xi màu đỏ 07542 và mức giá là 79 triệu đồng. 79 triệu đồng bên em sẽ lọc lá thêm cho anh em nhé, rất là rẻ. Đấy, một mẫu xe nội địa trung ương tàu này. Đó, sản xuất 2000, mẫu xe BID 2011 nhập khẩu, nhập trung ương và mức giá quá rẻ luôn, 70 triệu thôi. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Morning C bản đủ, phiên bản số sàn, xe gia đình sử dụng, không taxi, không hoạt đục. Đấy, xe còn zin nguyên bản. Bản Morning C này thì rất nhiều công nghệ. Ví dụ như đèn led định vị ban ngày này, đèn bi halogen này, đèn bi gầm này. Đấy, khóa điện, gương kính trên điện, xi nhan tích hợp trên gương, nó giống i10 bản đủ. Và xe này thì gia đình sử dụng, không taxi, không đục, còn zin nguyên bản.
giá kia kìa là cực kỳ là tốt, 205 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Xi nhan gương màu đỏ cực kỳ rực rỡ, hạn đăng kiểm 2024 nhé. Đó, hôm nay thì em Khánh sẽ chỉ lên cho anh em một lô xe màu đỏ rực rỡ thôi. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các mẫu xe khác, các loại màu, số sàn, số tự động, 5 chỗ, 7 chỗ, xe van các kiểu là điều. Bên em thì có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Anh em mà quan tâm có nhu cầu sự mẫu xe nào liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0818732286 hoặc số 0917165240. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành, ủng hộ kênh video xe của ô tô hay của em. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bãi rất là nhiều xe. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.